Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Kali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ tản mạn những gì đang và đã xảy ra cùng với Hồng Loan và Ni. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi và những lá đơn kiện từ trên trời rơi xuống, hay là đây là những mánh khóe, những âm mưu của bên Tam Sơn cùng với là Thám Tử Lùng. Cũng như các bạn cũng biết rằng hồi hôm qua thì cái tên Thám Tử Lùng có đưa chúng ta xem một lá đơn kiện, một lá đơn tố cáo, nó có rõ hơn là như thế, của một người ở Đắk Lắk, Ba Bên Thuộc gì đó, với những cái tội danh kia bằng là trời ơi đất hỡi không. Hắn để làm gì làm những chuyện đó, dĩ nhiên hắn biết rằng sẽ không làm được gì, vì đây chỉ là một lá đơn kiện tố cáo nặc danh mà thôi. Cho nên hắn chỉ muốn dẫn chứng cho tất cả những khán giả và những ai chưa biết về câu chuyện này, về một con người của Ni khác cái sự thật của cái người của Ni đang giúp cho Hồng Loan. Thay vì một con người người ta hoàn toàn tốt, một người đi giúp đời, giúp cho xã hội, giúp cho biết bao nhiêu người trong hoàn cảnh khó khăn, thì tên Thám Tử Lùng này nó lại tự nó viết ra một lá đơn tố cáo tội phạm nhằm để hãm hại người tốt. Phải nói thật sự, cái tên Thám Tử Lùng này là một người rất ác độc. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào mà mặc váy kiếm tiền bất chấp như là Thám Tử Lùng này đó các bạn. Quay lại cái câu chuyện mà lúc mà Ni còn bị kẹt bên Mã Lai, còn cái cô mì xào thì đã từng hứa với lại khán giả của cô ấy và nói trên cộng đồng mạng rằng sẽ không bao giờ quay lại cái drama này nữa. Nhưng tại sao cô ấy lại sụt sịt quay lại, rồi cô ấy lên trên mạng xã hội này xưng chị và nói Ni là bằng em, và đưa ra những lời khuyên can nó rỗng tuếch. Thứ nhất, giữa Ni và Mi Sơn Thiện thật sự là đường ai nấy đi, không còn trong một cái thi mà vì yêu thương mà đến đây rồi. Với hơn nữa, tuổi của họ cũng chang chang với nhau, lên trên mạng xã hội này đã ngáo mạng không nói gì rồi, còn tự xưng mình là chị và gọi Ni bằng em, với những cái lời khuyên như là hãy rời bỏ Hồng Loan đi. Vì nếu Hồng Loan là một người mà thật sự thương Ni, là tình chị em á, chị ngã em nâng, vân vân, thì lúc mà Ni có vấn đề ở bên Mã Lai thì Loan phải có thái độ rõ ràng. Bay qua bển kia, mặc dầu không biết tiếng Anh, không biết tiếng Mã Lai, nhưng cũng thể hiện cái sự quan tâm của mình đối với người chị. Rồi Mi San thì lại dẫn chứng những cái điểm nó không có dính líu gì đến trong cái drama hết. Nó chỉ là một cái bên ngoài để đạo đức, một cái nhân phẩm để dạy cho Ni phải biết cái xử sự như thế nào, hoặc là nên bỏ cái drama này mà trở về với gia đình, với con cái này kia đó, để có một cái cuộc sống bình yên. Không cần Ni không cần cái những lời tha thiết giả tạo của cái cô mì xào này lắm. Chúng ta nghe nha. Nhưng khi em gặp chuyện, có đứa nào nó bay qua bên đó để nó cứu em không? Cho nên qua cái bài đăng của em thì trên cái trang Facebook của Hồng Ni chia sẻ lại nói là Ni nói là tổ chức cạn hay là tình nghĩa cạn đó. Thì ở đây chị sẽ giải thích hai cái. Ví dụ như quá khứ trước đây, chị không biết là em chọn như thế nào, nhưng chị dám chắc rằng là cái việc em chọn đã quá sai lầm. Ở trên Facebook người ta viết chữ cạn, mình thì đoán cái ý của người ta viết như thế nào, có nghĩa là mình cũng
hàng ngày cũng râm ra đi vào trang Facebook của người ta để xem người ta có biết cái gì hay không, rồi lên trên không gian mạng này để kiếm view và đưa ra những cái nhận định nó sai bét. Thứ nhất, My cũng nói rồi, không phải là người ở trong cuộc thì làm sao biết trong kẹt nó đang xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, bộ nằm ở dưới góc giường người ta hay sao mà nghe người ta nói chuyện? Tại sao Loan không bay qua bên kia mặc dầu Loan rất muốn đi? Tại vì nghe lời khuyên của Ni nên ở lại, tất cả trong thiên vì yêu thương mà đến, cứ ở lại đi. Bay qua bên kia, thứ nhất là không giúp ích được gì trong câu chuyện pháp lý. Thứ hai, nếu mà trên đường về Việt Nam hay lúc mà đang ở Mã Lai, họ cũng là một cái kế hoạch âm mưu cầm chân Loan hay là những người nào đi đến Mã Lai giống như là Ni, như là mang chất cấm vân vân, thì như thế nào sẽ xảy ra chuyện được, phải không? Rồi lúc đó nếu mà ở bên Việt Nam, tòa có một cái phiên tòa nào xảy ra thì lúc đó như thế nào? Loan vắng mặt. Lúc đó cô Sáu không phải là kẻ vắng mặt nữa, và cô Sáu với Hồng Phượng sẽ là người có mặt tại phiên tòa. Trong khi phiên tòa xảy ra thì chỉ có một luật sư thôi, thân chủ không có, thì như thế nào phần thắng phần thua nó xảy ra sao? Ni không muốn chậm trễ cái tiến trình về cái vụ kiện đòi nhà cho ở nhờ. Và một mặt khác nên Ni có thể đối phó với những người ở phía bên kia. Ni là một người từng trải và từng đối phó với những người xã hội đen rất nhiều và cảnh sát Mã Lai, cho nên Ni biết cái quy trình họ làm việc như thế nào. Còn hơn là những người Việt Nam của chúng ta trong cái thiên vị yêu thương mà đến bay qua bên bển, rồi ở đâu? Không lẽ hỏi từ chỗ đồn cảnh sát mà giam Ni ở chỗ nào? Rồi đi đến để làm cái gì? Có biết là người ta cho gặp mặt hay không? Sự quan tâm của mình nó cũng phải chừng mực và phải lấy cái sự việc quan trọng đặt cái hàng đầu. Và Ni cũng vậy. Ni đến cái drama này cũng vì giúp Hồng Loan, và dĩ nhiên lấy cái điều trọng đại là vấn đề pháp lý về vụ thưa kiện đòi nhà cho ở nhờ, chứ không phải là những vấn đề linh tinh khác. Cho nên cái luận điệu của cá bảy màu đưa ra là một cái sự dự đoán theo cái cảm tính riêng của mình, và đây cũng là một cái câu chuyện mà có thể chúng ta có thể khẳng định rằng nhóm Tam Sơn cùng với lại Thám Tư Lùng Mì Xanh Xịt Mì Xào có một cái đoàn đó gọi là ly gián. Bây giờ chúng ta cũng đủ biết rồi là Thám Tư Lùng cùng với là Mì Xào là có cấu kết với nhau mà. Chẳng những gì mà họ có cũng có thể họ liên kết với lại Le Le, Vũ Lưng. À, anh Vũ Lưng á. Chứ không phải Vũ Lưng nha, anh Vũ Lưng nha. À, rồi cùng với là tội phạm bên Mã Lai làm những cái chuyện mà chúng ta không thể ngờ được. Các bạn cũng thấy rằng khi mà Ni ở bên Việt Nam thì họ cũng tung cái tin này tung tin kia. Rồi bây giờ thì nói rằng có một cái lá đơn tố cáo tội phạm ở Đắk Lắk. Ni vẫn im lặng và chờ coi họ sẽ làm cái gì tiếp tục nữa đây. Những việc họ làm, thứ nhất hiện giờ tôi thấy rõ ràng là họ đang có một cái sự tấn công vào Ni bằng mọi cách để có thể tách Ni ra khỏi Loan. Nhưng việc làm này tôi nghĩ rằng nó bất ổn với họ, vì họ đã xem nhẹ cái cảm tình của Loan và Ni gắn bó với nhau từ bao lâu nay. Khi mà em gặp chuyện á, nếu như mà ở trong tổ chức á, thì họ sẽ đạp em luôn. Nếu như em đã bắt đầu ly gián, bắt đầu ly gián, họ sẽ đạp em luôn.
Còn về cái vấn đề mà tình nghĩa, khi mà em đem đến cho họ cái lợi lộc, họ sẽ tung hô em. Còn khi mà em gặp chuyện rồi thì chính em là người cảm nhận, đúng không? Cho nên cái ngày mà giỗ tổ, chị cảm nhận được cái nét mặt buồn và chị cảm nhận được tâm trạng của em đang rất kia bằng lúc mà rời khỏi tim em á, thì có những cái lời sắc xéo soi mối ni như thế nào? Bây giờ quan tâm tới sức khỏe người ta, quan tâm đến cảm nhận của người ta, hay là chỉ muốn lên trên mạng xã hội này nói cái điều ngay lẽ phải giả tạo để cho khán giả thấy rằng mình tuy rằng ra khỏi tim nhưng vẫn quan tâm đến cái drama này. Sao một người đã từng nói rằng sẽ không bao giờ trở lại cái drama này, nhổ đi rồi liếm lại. Những con người không có danh dự như thế này, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không cần để ý những lời phán hoặc là những lời khuyên nhủ vô bổ. Và chị nhìn được gương mặt của em, hai cặp mắt em rất là sưng bụp. Cô ta đưa lên dẫn chứng như cái ngày chị. Nói rằng khi mà Ni đến cái chỗ giỗ tổ á, thì hai con mắt sưng bụp lên, có lẽ là Ni đã khóc quá trần rồi. Rồi bây giờ Ni muốn cạn, có nghĩa là cạn tình cạn nghĩa với Hồng Loan và muốn rời khỏi tim này. Đó là những cái ý nghĩ của cô ấy mà thôi. Những cái suy nghĩ mà nó hoang tưởng. Tôi không có thấy một cái điểm nào mà cô ấy lo lắng về cho Ni, về sức khỏe của Ni, hay là về những cái gì mà nó đang xảy ra với Ni ở Việt Nam, ngay cả ở bên Mã Lai cũng vậy. Nếu mà không muốn nói rằng đó chỉ là những lời châm biếm, những câu nói chỉ muốn thọc kệ bánh xe, Hồng chia rẽ tình chị em của người ta vào một cách ly gián quá, nó trắng trợn. Nó thấy rõ luôn. Muốn lên trên mạng xã hội này giả làm người đạo đức để cho khán giả thấy rằng mình cũng vẫn là một người tốt. Tuy rằng trước đó mình đã ghi âm với lại anh chàng nghệ sĩ U Tối rồi phát tán lên trên mạng xã hội. Chơi với bạn mà ghi âm tất cả những gì người ta nói với mình. Rồi trong một ngày vì lợi ích cá nhân, vì cái một cái thù đòn của một người mà mình từng đã là bạn, đem cái ghi âm đó đem lên trên mạng xã hội. Thứ nhất là để nhục mạ người ta, rồi Hồng để ly gián tất cả mọi người trong cái team vì yêu thương mà đến. Thì các bạn thấy rằng con người này nó cũng thâm độc, không kém gì Thám Tử Lùng bao nhiêu chứ. Tôi có cái cảm giác như thế này là không biết các bạn thấy không? Những người mà bên phía đối lập, bên phía của Cền Cền, cô Sáu với chú Bảy, họ có một cái khối óc và một trái tim nó rất là ma mạnh. Họ có thể dùng thời gian của họ không phải là để đi kiếm ăn mà để đi kiếm chuyện. Không biết các bạn ở bên kia có thấy không ạ? Còn ở bên phía bên vực ủng hộ cho Hồng Loan á, thì người ta chỉ là phản biện lại hoặc là người ta chỉ đỡ đòn lại thôi. Còn bên kia là những người vô công sỏi nghề. Họ lên trên mạng xã hội này họ tố cáo rồi họ vu khống, nhưng họ không có một dữ liệu nào là sự thật hết. Cũng giống như là cái tên Thám Tử Lùng này, nó hằng ngày lên trên mạng xã hội này và đem những cái việc xấu xa rồi trút lên người của Hồng Loan và Ni. Trong khi đó hắn chính là người ăn dặn tiền từ thiện và là một loại người mà ăn cháo đá bát, không có nhân phẩm, danh dự cũng không có. Hắn bị rất nhiều YouTuber cũng như Mạnh Thường Quân tố cáo qua những việc làm từ thiện. Và tôi cũng thấy rằng là cái tên này là trùm ăn tiền từ thiện đó các bạn. Trở lại câu chuyện của Mi Sun,
Khi mà dùng cái chữ chị nói cho em nghe, tôi thấy cái sự ngạo mạn của cô này nó thái quá. Tưởng rằng tất cả mọi người hay là khán giả sẽ tin lời của cô ấy nói giống như ngày xưa. Không, từ cái lúc mà cô ấy chơi cái trò mà ghi âm lén, rồi quay xe, rồi chửi Hồng Loan là con vô ơn, là từ lúc đó khán giả cũng đã quay lưng với cô ấy. Có lẽ giống như mọi người nói là lượt view và lượt đăng ký bị hủy bỏ quá nhiều, và làm những cái chủ đề khác nó không có còn content gì hết trơn á, không ai nghe. Cho nên bây giờ bắt buộc phải quay lại với lại cái drama sóng gió gia tộc này để kiếm từng cái view. Rất tiếc là những người mà quay xe với Hồng Loan á các bạn, bây giờ các bạn thấy những người đó nó bấp bênh cuộc sống đó, và bị khán giả tẩy chay không ít thì nhiều, phải không? Còn những người mà vẫn đang ủng hộ cho Hồng Loan thì cuộc sống người ta được thăng hoa và ai cũng ủng hộ hết. Nói bằng chứng như thế này nè, các bạn có thấy là cậu Sử với lại cô Lành không? Một người thì ủng hộ cho Hồng Loan, nhưng cũng có một cái thời gian hiểu lầm với Ni nên có xảy ra một chút xíu chuyện mâu thuẫn. Nhưng sau này cậu Sử cũng trở lại Sài Gòn để sinh sống. Thì không ngờ rằng Loan đã đi mua một chiếc xe tặng cho cậu Sử. Cậu Sử phải thốt lên lời là phải nói thật sự anh Năm, hai cha con của họ bản tính rất là giống nhau, giúp người không kể ơn. Lúc đó cậu Sử cũng nghĩ rằng là mua chiếc xe chừng 5-3 triệu thì ký nợ thôi để cho cậu Sử. Ai ngờ đâu Hồng Loan mua chiếc xe hơn 50 triệu tặng cho cậu Sử để làm kế sinh nhai. Nhưng Hồng Loan đâu có nói ai nghe đâu, phải không? Còn cô Lành, cô Lành thì chọn Sáu Bào để chống lại với cuộc chiến pháp lý này. Rồi rốt cuộc thì sao? Hai người cũng phải chia cách với nhau. Đến nỗi mà Lùng Mã Tử cũng lên tiếng. Lùng Mã Tử là chồng của cô Lành cũng lên, cũng bức xúc mà lên tiếng. Đúng là những con người ăn cháo đá bát, là nói của Sáu đó. Họ đã không còn ở chung với nhau. Khi mà họ tách ra, một bên thì bán bún bò, còn một bên thì bán hủ tiếu bò viên. Nhưng hãy coi lại cái cách làm đi, cái cách ăn ở, cách sống đi. Giữa bò viên của Bùm Bùm và bò viên của bên của Hồng Phượng như thế nào? Một bên thì được rất là được nhiều khán giả đến ủng hộ, còn một bên bán ế lên ế xuống. Tôi chưa nói vấn đề mà có bán ăn ngon hay không ngon, mà tôi chỉ nói là khán giả người ta ghét, người ta không đến ủng hộ mà thôi. Và cô Lành cũng vậy. Cho đến giờ phút này đây, cái quán cũng phải đóng cửa luôn. Tại vì làm ăn không được. Khi mà chúng ta đã chọn và ủng hộ cho việc làm sai trái, mặc dù lúc đó chúng ta có lợi ích gì thì không biết. Nhưng mà đã chọn cho một việc sai trái thì tất cả mọi người sẽ quay lưng với mình trong tương lai. Vì cái hành động, cái nhân phẩm, cái tư cách của mình nó quá tệ. Còn bây giờ thì nghe đâu bữa họp ông Sặc Thành ông nói hả? Đang livestream nói cô Sáu với lại Hồng Ve sẽ trở lại bán bún bò hả? Nhưng mà sẽ là một người khác nấu chứ không phải là cô Lành nấu nữa. Đó, những người mà bên dịch cho kền kền thì kết quả chúng ta đã thấy rồi, nhận một quả đắng, nó đắng chát luôn gì đó. Còn những người ủng hộ cho lẽ phải thì các bạn thấy rằng cuộc sống của người ta bây giờ như thế nào? Thoải mái và được lòng rất nhiều người. Tôi có thể nói với các bạn tên thám tư Lùng và mì xanh mì xào này, Tam Sơn, thì họ cũng được cái nhất thời mà thôi. Nhưng trong cái thời gian gần đây các bạn thấy không? Cái view của họ tụt rất nhiều luôn. Họ cứ xa xả hàng ngày để kiếm sống bằng cái tên Hồng Ni và Hồng Loan. Vì họ không còn content gì để nói nữa hết.
Nếu mà họ nói về câu chuyện khác mà được thu hút, được view nhiều thì họ sẽ không quay trở lại với lại câu chuyện sóng gió gia tộc đâu. Nhưng vì họ thấy rằng cái tên tuổi của Hồng Loan vẫn còn kiếm ăn được, vẫn còn kiếm chác được, cho nên họ quay lại và bất chấp mọi thủ đoạn. Hồng Triệt, Hạ Ni và Hồng Loan. Nhưng mà trên miệng của họ lúc nào cũng nói là nhân từ đạo nghĩa hết. Những danh từ sáo rỗng này chúng ta nghe rất là quen rồi, không các bạn ha? Tôi chỉ một phút cười nhẹ cho cái cô mì xào này. Khi mà cái tư tưởng của cô ấy nó khoan tưởng sự cái suy nghĩ của cô ấy, nói Hồng Ni khóc lóc và chị cũng biết em rằng chán nản cái câu chuyện này rồi. Thôi em nên về nhà chăm sóc con cái với vợ chồng đi. Khi mà em ở đây họ tung hô em, khi mà em đi rồi thì họ có lo lắng cho em hay không? Nhằm chia rẽ chị em của người ta trong cái cục diện mà phải nói rằng hai bên đang rất căng với nhau về chuyện pháp lý. Và chúng ta nhìn kỹ lại coi ai là người đang hại ai. Nói bao nhiêu đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng ai là kẻ xấu rồi, phải không các bạn? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những sự việc đã và đang xảy ra với Ni và Hồng Loan. Và chúng ta cùng với nhau chia sẻ, phân tích để chúng ta vững lòng tin, để ủng hộ cho cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và dĩ nhiên, chúng ta lúc nào cũng ủng hộ cho tinh thần thép của Kim Cang Hộ Pháp Hồng Ni. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào.